Chắc là ông đã vất vả suy nghĩ nhiều lắm. Nên tóc ông đã bạc phơ. Chính. Gạt đi. Làm gì cái gì cực chứ nè. Dạ. Lắm làm ngon lắm mà. Xỏ từ từ thôi nha. Xong đó không? Cái này nó bột đặc cái gì á. Đặc. Công nhận Út làm hay quá nè, nè làm luôn đi Út ơi. Rồi. Nó đặt lâu cũng chết luôn nè. Ngưng hoạt động, vết. Nói gì không nghe chứ. Bà Tư hỏi mẹ là bà sợ tôi không? Không. Chào ngày mới quý ông bà cô chú anh chị, các bạn và các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe. À, chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, sẵn có một đơn trình ruột, khách đặt cũng lâu rồi mà giờ mới có trình ruột làm cho khách đó. Đặt hôm đó tới nay à, mới có được trình ruột này, nhờ bà Chính mua mới có nè. Hai mẹ con mình là hỏi không ra luôn á. Bà Chính đi chợ, Chính thấy người ta ngồi bán. Bà lấy chuối à, mà mất đèn pin á, 50.000 một cái mà mất 3 cái rồi. Mất rồi giờ mới đi mua sợi dây đặng giữ. Giờ đi mua cái bóp, cái vỏ quải. Cầm điện thoại theo mới có được 3 ký trùng ruột mà. Chiên cá. Ồ, nó co lại luôn. Nãy giờ nói làm bánh lọt ăn mà chưa thấy bột bánh lọt nữa mẹ. Chưa thấy bột nữa. Giờ lo đi làm ba này lỡ cái này rồi giờ dắt phải trộn đường vô bỏ đó. Bữa giờ nhà con ăn bầu đá luôn. Trời trọng chi bầu ăn mệt luôn á. Nó chín liên tục quá chú. Hấp dẫn này. Màu.
bốc thôi. Trong giác. Giờ sướng quá, có bột xương sáo sẵn luôn nè. Đâu có cực gì đâu, hồi đó làm cực lắm á. Bóp cái lá đây chút. Cái gì cửa nhồi sao á, hồi đó ở chổng có làm phải không? Hồi đó tôi trồng vườn nguyên cái lá, nấu lấy nước rồi để bột vô à, quẩy bột vô à. Đó, bột xương sáo. Bột vô. 50g bột. Này 200 ml nước. À. Nhìn giống sô cô la quá chị Trúc. Ừ. Ở đây là mình bắt 600ml nước. Cho nó đặt. Đó nè. Anh thấy vô đó tôi đổ vô rồi anh thấy. À, nấu xương sáo đúng rồi. Ồ đặt luôn nha. Lần đầu tiên nhà mình làm xương sáo kiểu này. Không biết làm sao nha. Rồi, gừng đặc quẹo luôn. Gừng dữ gì chút. Mà ngon lắm. Ăn dèm đi đã. Làm hai màu, màu trắng với màu xanh. Chị làm thấy màu trắng chứ. Chuẩn bị hải năng lấy cái bọc. Tính mua củ năng mà không có. Giờ mình làm bằng trái lê. Giờ pha màu, để ngâm màu nữa. Màu này là màu củ dền. Năm màu hồi mình mới để bột vô. Làm sát luôn chứ này. Nhỏ thôi. Nhỏ đó, từ 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 mình cắt nè. Nghe tôi nặng thế. Đưa ra nè. Nè, nặng đi. Nhỏ nhọn đầu nha. Không biết nè. Ú nu. Ú nu một chút. Rồi, quẹt xuống nha. Gạt đi. Làm gì cái gì cực chứ nè. Nó làm ngon lắm mà. Này nó hơi cứng nè. Nó. Ô bự quá rồi. Lọc hơi mập bì chút. Bột bự quá rồi. Cắt chưa? Này mình thấy mình tay này ba. Nhỏ quá. Nhỏ từ từ đó nha. Sao phải không? Cái này nó bột đặc bột đặc cái gì? Đặc quá. Ừ. Đông quá bớt rồi. Bánh lọt màu xanh. Được đó, 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 mau đó. Trời ơi. Cái này cái lửa soi bực lên. Cho xuống dưới một chút để nó dài. Đừng có bóp quá. Ừ. Tại không có tôi làm thiệt. Có chú Út là làm gì cũng nhanh hả chú? Ừ. Nó nhanh mau lẹ không chết. Còn cái này đừng ngủ hả? Mày hơi ốm anh Quy. Ốm không? Vừa đó chứ ha. Dạ vừa. Cho ngắn chút. Ừ. Ngắn nè. Dạ ừ vậy đó. Có hồ sơ vô thấy đẹp rồi. Điền luôn. Công nhận Út làm hay quá nè. Nè làm luôn đi Út ơi. Ừ. Nó đặt lâu cũng chết luôn nè.
này mới là bánh lọt nè. Dạ trời ơi, tôi thấy ông làm đó, để tôi coi luôn đi, tôi không làm luôn. Ừ vậy á, đừng chói dài quá. Ừ, có cái gì cho nó ra nhiễu nhiễu á. Nói con nuốt bự hơn, mình nói con bự hơn. Quá vậy là lâu ghê, là cái gì cũng ghê. Mau lẹ quá. À, nhỏ quá chứ này. Nhỏ quá, nhỏ, nhỏ quá, nhỏ, không phải con hoài quá. Thì qua bên kia chứ mà rồi xong ngưng để cho sôi đặng vớt ra đi. Quá má ơi. Cái màu xanh này là trọn vẹn bánh à. 100 gram bột gạo màu trắng. 200 gram bột năng. Vừa chí mấy luôn. Vừa đủ luôn á mẹ. Ừ. Giờ mà sai cái là không có sữa được nha mẹ. Trên lọt cái là không được luôn nha. Thêm vô chút muối là không có ấy luôn á. Rồi. Bột năng này để sau ha. Ừ. Đây mình khuấy bột gạo trước nè. Bột năng chừng nào nha, cái bột gạo nó sệt rồi cái mình đem xuống mình đánh. Nhiêu nước vậy mẹ? 600. Nè, đó. Dạ. Đó. Mình đặng cái nó tụt xuống cái mình ngưng. Mình làm hồi là mình có kinh nghiệm liền bà chứ. Ngon. Dạ. Nhanh nữa. Rồi ốc trâu, ốc trâu, ốc trâu, ốc trâu, ốc trâu. Một củ nhỏ. Ủa ốc trâu mẹ không nhắc xuống hả? Đâu nhầm gì. Có nhiêu nè. Một củ nhỏ thôi. Ông này bỏ bớt cũng hết rồi. Cái nhánh hả? Cái nhánh được không? Trời ơi, đừng nhiều thơm chứ có gì đâu. Có gì chân á, ăn thua cái bọc à. Mình nhắc xuống là mình bỏ bột năng vô, mình khuấy tiếp. Hiếm thấy sao nó nhẹ tay như nãy không? Ừ. Mày bột coi nhẹ tay như nãy không? Nếu nó nặng lên, nó nặng lên. Chưa đều. Nặng lên, nó đặt à. Nói gì không nghe chứ. Bà Tư hỏi mẹ là bà sợ tôi không? Không. Gì sợ. Được rồi đây. Rồi. Mấy đợt trước thì mẹ canh không phải thêm, còn đợt này thì phải thêm 200ml nước nữa. Đến lần thứ 3 thì bột đẹp, chảy đẹp luôn cả nhà. Có lần đầu là mình làm đúng nước thì nó bị cứng quá, nặng không có. Ngưng hoạt động, vớt. Ăn để cho nó sôi chín cái đi rồi. Này sao con nhỏ quá vậy? Lỗ nhỏ quá. Cắt rồi. Con đã được rồi đó. Không, nhỏ. Mày làm sao cái lỗ tầm phàng đi? Nhỏ. Có chín được hả tiền? Dạ được. Mày chín lắc lắc cái tay cho nó rớt ngay. Vậy ra vậy ra cái ngưng vậy ngưng. Vậy ngưng. Nè, cái này là mấy là bánh lọt trắng tống à. Mày ở đó hồi cá nó gỉa mày tiêu luôn á kìa. Qua cái nó nhảy qua lên đây nha. Lên cái thề má chị bắt. Ừ, qua nữa, qua nữa. Ừ, vậy đó rồi. Cái nữa lên thềm. Đó, chạy lâu cho khỏi. Thì nào luôn đây. Chào con. Sao anh làm gì cái đầu anh như ông già vậy? Anh cưa cái ống nè. Xong nó văng lên đầu. Bạc phơ luôn à. Đây là hình ảnh thanh niên sau khi nó vợ. Tự nhiên mới ở trong bếp ra cái nhìn thấy anh đầu trắng bóc hết hồn. Nó luyện công đi tẩu quả chùm ma.
sao nó teo hết trơn vậy? Teo đâu, nó uống là thành mặt nạ nè, em thấy như mặt nạ hả? Này nó đúng tên đó nè. Cái tên nó bị héo nè. Cái này là lá non chưa vô phơm, cái này là gọi là vô phơm rồi nè. Tóp lại như mặt nạ nữa nè. Bỏ lá. Cái lá này thì chưa vô. Lá này thì hơi hơi vô nè, lá này sẽ vô nè. Không, lá này nó chưa vô nè, lá này vô rồi nè. Như vậy nó gọi là mình là đẹp. Lưới vô đâu? Vô cá nè. Vô cá. Lưới vô phải gấp cá ra bớt. Dầm. Thì để một bên. Nè. Đổ để vô một bên. Ừ. Chị thấm nó mềm. Chị mắng nha, sao quá sao chị tới. Lấy ghế ngồi Út. Đấy, được rồi. Xích tới để, chung lấy nè. Ghế ngồi. Lấy kìa, ghế cao kìa. Thôi, ghế đó đó. Lấy ghế thấp là được rồi. Xong mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Cái gì? Làm gì? Cái gì? Củ dền nè. Cao hơn tiên. Mình tính củ dền rồi. Giờ mình cũng có ăn ha. Làm lấy màu. Lấy màu giờ cũng có ăn. Cũng có tô canh. Ừ. Cả nhà dùng cơm. Cơm ngon thấy đơn giản chứ ngon mấy à. Thấy mắm gừng là thấy ngon à. Ừ. Lắp cả nhà, bầu nhà. Ừ. Nó ngọt. Cái bầu thấy bự đâu có vào. Không có vào. Cơm nha. Ốc dối nè. Rửa nè. Chín dối nè. Mà ở giữa không mất phần mềm. Khỏi. Trời ơi. Mắng rồi, không có rồi, cho mắng rồi. Tới. Không có không? Dễ không ra hết vậy tôi. Nè. Nào, Út lấy nguyên này đi Út. Nè. Cái đó mới ngon á. Đó. Cái đó mới ăn nó mới giòn cháy đó. Chín gấp rồi hả? Không, cái bông ngọt kìa. Ừ. Đâu có ấy vậy ta. Đang chín sáu nè, màu xanh mà. Ừ. Này sao đen. Hả? Ta xanh hơn.
Không, cái màu xanh kìa, sai màu xanh. Không có xanh, coi như là nó đen, đen mà đen trong á. Con này nó đụng à. Vậy là ai đúng? Vậy là cái mấy người ta bán ở ngoài chợ là làm nước hai à? Làm nước hai rồi cái kia làm gì không? Chợ cũng tắt. Như là chắc không pha? Pha nước nhiều. Pha nước á. Bột nhiều, nước nhiều. Không biết à. Nè. Múc sang xuống qua sang lại đẩy đi. Đấy chi. Em được nội hôm qua thấy thằng Vinh trên nhà Vinh nó làm này ăn. Vậy hả? Thấy ngon mắc mẻ, nay bắt trước làm. Trước làm ha. Thấy ngon quá làm ít sao ăn đã vậy thôi. Rồi xong rồi đủ rồi phải không? Rồi húp gột gột gột. Lấy muỗng chưa có đen đen nè, hai muỗng cái này à, nước cốt mới để cái này vô hả? Cái này biết làm sao một chút hả? Nấu nước ít á, nước nhiều nó sẽ màu nó đẹp lắm này. Nước, tại nước ít á nè, nhưng mà chị để nó lỏng nó không có đạt. Nước nhiều nó không có đạt. Vậy là mình để gì vô? Rồi, bột hả? Để nước cốt vô, để nước cốt vô. Nước cốt sống nè. Để được. Để chưa? Vậy ăn được rồi. Để miếng đá vô. Để đá nè. Để nước cốt vô. Được rồi, nhiều quá. Lạnh lạnh cho nó ngon chứ đừng nhiều quá, nhiều quá. Nó là đám người con ly hãy có nước đường này như thấy người ta làm có như đậu xanh nấu nữa đây nữa có nữa. Rồi xong rồi cả nhà dùng sương sa học lụi với mình. Ủa cái này là sương sa sáu chứ không có sương sa à? Bởi vậy thì bà chính nói mà cả nhà dùng bánh lọt sương sa. Đây nè, cả nhà dùng bánh lọt nước hơi mình không có gì chân nè. Hả, là cái gì? Tôi nói không có đường, không có lụ. Trời ơi, cái ly đẹp quá ta. Ừ. Sao mà ba cái nào mà có hạt lụ như đẹp. Rồi, mời cả nhà nha. Thử này. Ủa, hình như em không có xương sáo vậy. Chơi gì, gì múc cũng đều. Có nước cốt mà khi béo béo rồi và lẫn với ngọt của đường. Thơm gừng. Nước cốt. Thêm nước cốt nữa. Béo rồi còn thêm nữa. Béo quá thêm nước cốt nữa. Thái béo. Em thêm đường. Ngon quá. Quá ngon. Để vô thêm nữa ngon. Hồi nhỏ nhớ đi đi hái lá sâm với bẹp mấy cái vườn của ta xong về dò phơi nắng. Lá mối là gì đó, lá mối. Ừ, lá mối. Đi đi, đi ngoài nắng về có một ly uống ngon gì đó. Sao không mua trái lựu để vô? Phải không? Trái lựu để vô nó chua. Chua. Ừ, không phải phải không? Ừ. Ngon quá. Bởi vậy chừa bụng ăn đã.